nàng không dám cùng gái bỏ trông đi xa, chỉ còn nghĩ đến lưng thường đạo ly. Nàng không dám chà đạp lên nho phong lễ giáo, vì sợ người đời nắng tiếp miệt kinh. Vậy thì ở lại nơi đây, chính tay ta sẽ giết chết kẻ thứ ba còn trong cuộc, để cho hôn nhân từ đây không có điều trắc trở, và ta xóa đi cơn ác mộng qua rồi. Chỉ có con đường duy nhất đó mà thôi, nàng hãy chọn để rồi ta quyết định. Ta rằng đánh mất mùa xuân còn hơn thấy mùa xuân đến, mà sầu chất trong lòng không biết vợ nào ngồi.